Trời ơi, vợ lai sang xe cứu với em nha. Đầu tiên em có một cái đầm nhung. Trời ơi, nhìn thấy thích liền ha. Cái phòng là xuất sắc quá. Đi chơi đi tiệc gì em này cũng sang hết trơn á. Dịp nào dịp nó cũng cân được hết cho các chị mình luôn. Mà hiện tại thì bây giờ em chỉ còn cho mình là size dưới khoảng là 55 cân thôi. Thì bình thường em bán cái bộ này là cũng phải 300 mấy đúng không? Nay giảm giá nè, nay lễ size sale luôn ha, 249 ngàn cho em. Rồi đang mặc là 1437 nha. Chị yêu nào thích cái váy này cũng như là mặc vừa ha. Tại giờ còn có size á, cho nên là em giảm giá luôn nè, 249 ngàn đồng cho em. Mẫu đang mang đây với mã hàng là 1437. Tuy là em còn size M nhưng mà các chị coi nó co giãn tốt lắm. Nè, mỗi size nó tăng được 5 kg luôn. Co giãn tốt, 55 cân đổ về cho em là vừa. Quá đẹp luôn các chị, cộng thêm co giãn. Size M nhưng dưới 55 cân hoặc eo dưới 74 vẫn vừa cho em. Chốt còn 249 ngàn đồng. Chị yêu nào thích váy này chốt luôn cho em mặc cái mã phía dưới nha. Nhớ là đặt trong like nha cả nhà, tại vì ngoài like thì sẽ không có được áp dụng giá này. 249 ngàn đồng, 1437 cộng số điện thoại cho em. Đai form lên, phải nói là chuẩn mẫu luôn. Trên like em mặc như thế nào thì bên ngoài nó sẽ giống như vậy nha, không khác gì luôn. Có khi còn đẹp hơn nữa, bên ngoài nhìn còn sang hơn nhiều. Màu đen là cái tông màu mà phải nói là trong tủ đồ chị nào cũng nên có một vài cái. Đặc biệt mặc lên nó gọn dáng nè, đó, tôn da gọn dáng, không lo lộ bụng luôn. Thứ nhất là màu đen trơn che bụng tốt, thứ hai form xòe càng không thấy bụng, đẹp chưa? Ở ngoài vải nó có đồ ống nhẹ nữa nha. Rồi, em chốt ngày hôm nay là 249 ngàn nha cả nhà. Để lại thông tin bên dưới cho shop nha, 1437. Hello chị Suka em nè, chào các chị yêu đang xem live của shop ngày hôm nay. Trưa hôm nay sale sớm. Sale sớm cho các chị mình cố gắng đặt đơn cho em trước khoảng 2 giờ để em đi hàng một lần luôn. Ví dụ như mình đặt hàng đúng không, từ sáng cho tới trưa trước 2 giờ nha, em sẽ đi một lần hàng cho mình. Tổng đơn 600 ngàn em receive. Còn nếu mình đặt sáng một cái rồi chiều tối một cái là đi hàng tới 2 chuyến lận á. Lưu ý giúp em gộp từ sáng đến trưa và từ chiều đến tối nha. Tại một ngày em đi hàng tới 2 chuyến. Chốt ngày hôm nay là 249 ngàn chị Ngọc Bích ơi. 55 kg độ về cho em là vừa. Khóa kéo được may sau. Form dáng đầm xòe, mặc vào không thấy bụng, chị nào có bụng yên tâm cho em. Có may kèm hai túi và chất này là chất nhung. Em mặc là một em đầm nhung, nhung xịn sò luôn. Vải đẹp lắm, dở hàng với chị bất ngờ liền thiệt. Cầm cái váy này ở trên tay không nghĩ là 250 đâu. Bảo đảm các chị luôn, như này ngoài thị trường bán bèo cũng phải 5-700. Em lấy giá 249 ngàn để lấy cái lượt tương tác nha. Chia sẻ like cho em chốt còn 249 bộ đầm nhung này. Chiếc eo form xòe tôn dáng đặt che bụng, may kèm hai túi, váy dài tới bắp chân. Mã hàng là 1437 cho em. Và ngoài ra em sẽ còn thêm những cái mẫu đầm đây phía sau lưng em. Em trưng này hơi ít mẫu xíu ha. Mình coi thích cái nào em giới thiệu. Trong này vẫn còn nhiều lắm, em sẽ mặc lần lượt cho mình xem. Rồi váy này của em là 1437 nha cả nhà. 1437 trước với giá tiền là 249 ngàn đồng cho em nha. Size từ 40 cho tới là 55 kg. Được luôn, 40-50 cân cũng vừa. Mà 55 cân cũng mặc vừa cho em. Nó có co giãn á, cộng thêm vải co giãn nè, có túi nữa nha. 1437 249 ngàn dạy cho chị Ngọc Ái ạ. Chúc cho chị Phương Nga 1437 rồi. Bây giờ hôm qua mẫu 249 ngàn đồng là giá ở trên like. Chị nào mua ngoài like em vẫn đang bán bình thường mẫu này với mức giá là 350 là giá cũ á, like cũ á, 350. Hôm nay chốt còn 249 coi như là mình tiết kiệm được 100 ngàn, cũng chỉ có 3 lần chia sẻ like thôi. Rồi tiếp tục em sẽ lên mẫu khác nha. Đây, lên tiếp một số em váy cũng đang giảm giá cho các chị nữa nè. Hiện tại thì cái em váy này của em cũng chỉ còn một vài size, em sẽ xem nhanh luôn. Ren nha. Hôm nay mình kiếm đầm mà gì nào bình luận cho em để em giới thiệu. Ví dụ như mình kiếm đầm von, đầm lụa hay là ren hay là chất gì đó, đồng đi chơi đi tiệc gì bình luận cho em đi, rồi em sẽ tư vấn cho mình luôn ha. Đây, em này là em ren. Và ren này là toàn bộ hoa văn trên đầm sẽ được dệt bằng chỉ kim tuyến. Ở ngoài lấp lánh đẹp hơn. Trên live nhìn không thấy rõ cái phần kim tuyến này đâu. Mấy cái hoa văn này nè là em dệt chỉ kim tuyến hết luôn á. Đó, trên từng cái chấm tròn là cũng có kim tuyến luôn. 1445. Rồi váy này để em coi còn mấy cái em giảm giá nha. 1445. Mẫu đang mang em còn cho mình là size. Rồi bây giờ các chị cứ đặt hàng cho em đi, từ 40 cho tới 65 kg mặc vừa. Sale còn 179 ngàn đồng luôn. Em đọc số lượng nha. Nghe nói 4 size chứ thật ra em đọc số lượng các chị nghe nè.
có hai cái size M, hai size M, bảy cái size L, rồi năm size XL và một cái size 2X nữa thôi. 65kg độ về cho em, dáng đầm ren xòe nhẹ, có thể mặc đi tiệc, đi chơi cũng rất là xinh. Tại vì ở trên vải nó có kim tuyến á, nó có lấp lánh cho mình nữa, dễ thương lắm. 179.000 giá trên line này cho em. Chiếc eo form dáng đầm xòe nhẹ nhàng ha, cổ tròn. Trong đầm có kèm lót, không lao bị mỏng nha. Giá đường chị Thảo mình đặt ở trên line nè, rồi em sẽ ship đến tận nhà cho mình ha. 179 179.000 đồng cho em nha. Nhanh tay đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng vừa sai cho các chị luôn nè. Đây, 179.000 cho em thôi. Chất vải là vải ren. Một em vải ren xòe nhẹ, dễ mang, không có bị kén. Ví dụ như chị nào trung niên không thích đầm xòe quá mồng đi, thì đây, em này xòe nhẹ thôi, cực kỳ dễ mang luôn. Không kén dáng nha, dáng tròn, dáng gầy gì mặc cũng được cho em. Tông màu này là tông màu da nha cả nhà, rất là sang luôn ha. Sale hôm nay là 179.000 đồng cho em ạ. Đầm ren theo nha, đai hoa văn là theo nổi nè, mà theo là 100% chỉ kim tuyến luôn á. Có điều trên line không thấy rõ, ở ngoài cái chị nhìn vô đẹp hơn trên line nhiều. Cái váy này các chị phải thấy nó bên ngoài mới thấy được cái độ đẹp của nó, trên line là nó bớt đẹp rồi. Chị Phạm Hằng lấy 1445, dạ rồi, mới nhận đầm ren nhà em, rất thích em, cảm ơn chị Nancy Nguyễn nha. Thấy không, khách em khen kìa. Chị nào chưa có mua thử đi, coi đúng như em giới thiệu không. Nhận hàng mà kêu không lấp lánh hay là không giống như em nói là em không lấy tiền mình luôn á. Cho sớm cho em nha, 179.000 thôi ạ. 1445 sale còn 179.000 đồng. Em có cho mình là size M, size L, XL và 2X. Số lượng thì em có đọc rồi, có một hai cái này chứ không nhiều. Giờ em mặc đây là váy ren chị ơi, ren theo. Ren theo hoa nổi bằng chỉ kim tuyến. 179.000 là giá trong line, tắt line sẽ không nhận đơn. Cùng là em váy này, nếu như các chị mua thời điểm hiện tại em đang like thì 179. Nhưng mà cũng nó like khác có thể là 300, 350, tùy từng đợt sale nha. Chỉ có bây giờ là rẻ nhất thôi. Chị nào muốn mua giá rẻ là cứ căn những cái like trực tiếp của em mình đặt hàng. Thường thì một ngày em sẽ like trang xinh xinh nha. Cái trang các chị đang coi, trang chính của nhà em á, thì thường là một ngày em sẽ like 3 lần, sáng, trưa và tối. Tối thì khoảng 6:30. Đó, thường ha, đó là thường nha. Cũng có những ngày like có 1 lần, 2 lần thôi. Rồi, còn những trang phụ khác thì em sẽ like những cái bài ngắn cỡ tầm 5-6 phút, like từng mẫu. Cả nhà có thể tham khảo thêm. Em này là 1445 ạ, 179.000. Nhớ chấm bài tương tác cho em nữa nha. Dạ, em chào chị Nancy ạ. Váy đang mang chất liệu vải ren, trong đầm có kèm lót, không lo bị mỏng. Chốt ngày hôm nay với mức giá 179.000 đồng, đai form dáng đầm đẹp từ trước ra sau luôn. Sale ngày hôm nay là 179k, chị yêu nào thích bình luận trong like giúp shop nha. 1445 cộng số điện thoại cho em ạ, 179 chốt cho chị Ngọc Tường nè, rồi chị Trang Nana lấy cho chị cái này size L mà ghi mã cho em 1445. Không lấy cái mã đi em, chốt đơn cho nó dễ. Sale còn 179.000 nha cả nhà. Rồi chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận ngay cho shop để được tư vấn nha. 179k váy của em đang mang nè. Sơ mi hoa nhỏ có hoa cỡ này được không? Đây, em mới về hai cái sơ mi hoa. Đây, hai cái sơ mi hoa nhỏ mình tham khảo giúp em. Một là tông hoa xanh nhẹ nhàng, hai là tông hoa màu cam này thì nó tươi hơn một chút. Đó, chị thích cỡ nào? Cỡ này thì hơi tươi hơn xíu nè. Em này thì nó nhẹ nhàng thôi. Đây là hai mẫu hoa nhỏ, còn lại hoa to hơn. Em còn sơ mi hoa nhưng mà hoa to được không? Nè, sơ mi hoa tím tím nè, to hơn chút. Rồi còn sơ mi nào không ta? Sơ mi chuyến này em về trơn nè, rồi họa tiết sọc, caro, chấm bi, rất là nhiều kiểu. Còn nói về hoa thì hai mẫu này là vừa ra mắt của đợt này luôn. Hoa nhỏ màu xanh và hoa nhỏ màu cam. Em mặc màu xanh đi ha. Mặc màu xanh cho nó nhẹ nhàng trước nha. Em chào chị Nguyễn Hà. 1445 chị Mickey có đơn nè. Rồi, cái lỗ tròn tròn này không có hở đâu. Tại vì em lót ở trong nè, lót từ ngang đây rồi, không có hở nha. Còn ren này là ren có lỗ tròn tròn ở trên đầm á, nhưng mà kín lắm, yên tâm, không có mỏng đâu. Rồi, trong đầm có lót cho mình. 179.000 chị Anh Nguyễn có đơn. Eo 67 hả chị? Eo 67 mặc size M nhà em đi là đẹp luôn á. Em sao eo của em 67 nè. Em đang mặc size M nè, vừa y nè. Rồi bây giờ em lên cái sơ mi lụa. Sơ mi lụa hai nhỏ màu xanh. Mã này của em là 1486. Đây. Giá bán 450, nhưng mà không sao, trên like rẻ hơn. Giá 450 là giá ngoài like. Đó, giá ngoài like 450. Còn chị nào coi like của em á, rẻ hơn nhiều.
có 299 à. 299 ngàn trên like này của em nha. Rồi 1486. Cái em này lẽ size nè. Chị nào hôm nay còn suy nghĩ là hôm nay nó cháy mất một size rồi nha. 1486 em hết size M. Đó, còn 3 size thôi. Còn 3 size cho các chị yêu là size L, size XL và size 2X. 3 size cuối cùng tương đương sẽ là 50-65 cân. Xòe nhẹ nhàng thôi. Đó, dễ thương lắm. Form không kén dáng. Dáng nào mặc vô cũng đẹp cho em. Hai nhỏ nhỏ vừa trẻ trung, vừa giúp mình trông thon gọn hơn nữa. 299 ngàn còn 3 size cuối nha. Mẫu mới luôn á. Tính ra em mới về đâu bao nhiêu lâu đâu. Mới 1-2 tuần thôi mà cháy mất một size rồi. Có túi nữa nè. Chiếc eo cao xè che bột may kèm hai túi. Mã đồng là 1486 ạ. Để em ghim cho. Em ghim rồi nè. Bây giờ em mặc tới đâu là sẽ có ghi mã ở phía dưới á. Mình đặt thì cho em số điện thoại vô nữa nha. 65kg rồi chị Nguyễn Oanh. Nó còn 1447 hả? Em mới mặc là 1445 nha. 47 thì em chưa có mặc. Không biết là chị Nguyễn Oanh có nhầm mã không? Hay là chị hỏi 47? 47 là đầm 47 hôm nay em hết rồi. 1447 là cái sơ mi hoa nhỏ nhỏ màu đen trắng á. Thì em hết hàng mẫu đó rồi chị ơi. Còn em mới mặc là 45 á chị. Coi chừng nhầm mã. Đây 45, em mới qua. Mới qua là 45 chị Nguyễn Oanh ơi. Coi chừng sai mã nha. Nếu mà chị hỏi cái ren này thì mã của nó là 1445. Size 2X thì em còn có một cái thôi. Và eo nó chỉ được 84 thôi chị. Tại vì ren này nó không có co giãn, không trừ hao được ha. Đầm ren màu này gọi là màu da nha. Ren màu da của em á. Thì còn size dưới 65kg, eo dưới 84 mình đặt hàng giúp em nha. 45, đây là chị Nguyễn Oanh. Vậy thì mình đo eo cho em đi. Tại vì cái ren này nó không co giãn, eo nó được 84 thôi. Đó, không có lên được nữa. Còn eo mình trên 84 thì em sẽ có mẫu khác. Em mặc là eo 86 nè. Đó, rồi em sẽ có mẫu eo 88, eo 90, 92 cũng có. Nhưng mà mẫu khác. Mẫu sơ mi của em eo 86 độ về mặt đẹp luôn. Dáng đầm xòe, may kèm túi, khóa nằm sau. Rồi, tông hoa xanh này là 1486 ạ. Eo 86 độ về cho em luôn. Mã là 1486, giá tiền 299.000 đồng. Chất này là chất lụa mango ha. Vậy đây em sẽ may một lớp nè. Không bị mỏng nha, không bị xuyên thấu nha. Một lớp nhưng mà ok kín đáo. Rồi, mát nhẹ, không phải nói tới ha. Chất không nhăn, không nhăn nhầu, bay xù chạy vải gì hết. Giặt tay giặt máy thoải mái cho em luôn. Chị Thảo Lê chúc một đồng em mang nè. Rồi, eo chị là 90 được không em? Dạ không, váy này eo được 86 thôi. Eo 90 em có kiểu khác. Eo 90 em có cái kiểu này, chị coi này được không? Đây, eo 90 mẫu này. Mẫu này eo 92 được luôn. Hai cái váy này nè. Em mới về cái sơ mi suông này nè. Eo 92 luôn. Chị coi thích cái hoa văn này không? Nếu thích hoa văn này em lên cho mình xem. Cực kỳ thoải mái, form dáng rộng rãi cực kỳ luôn. Đây là một, khoan đọc mã đi. Em đọc mã sợ mình đặt nhầm. Tại em đang mặc cái mã khác nữa. Đó, mình nhắm cái hoa văn ưng cho em trước cái đã. Ưng thì em giới thiệu nha. Đầm suông mới về, sơ mi suông eo 92-93. Thoải mái cho em, ai size lớn thì tham khảo cái này. Rồi, còn em mặc thì eo 86 thôi. Sơ mi hoa của em là 1486 nha. Sale luôn còn 299.000 đồng. Váy dài qua gối của em ha. Có size từ 40 cho tới 65kg vừa nè. Eo cỡ 85-86 là mặc được cho em. Em chào chị Nấm ạ. 1486 chúc cho chị Thảo Liên nha. Rồi, mặc luôn cái em mới cầm đúng không? Ok, đây. Cái này thì dư sức luôn. Cái này có thể lên 70kg mặc vẫn được. 70-72kg luôn á. Miễn là mình đo cho em cái phần eo nó dưới tầm 92 là ok. 92-93 là được nha. Đây, ai size lớn nè. Xem thử cái váy này của em đi. Form rộng rãi thoải mái lắm. May dạy suông á, nên là thoải mái cực kỳ. Rồi, mã này là 1476. Sơ mi suông nha. Không có chiếc eo, em may nó rộng luôn. Nè, size M em mặc nó vẫn còn dư cả khúc nè. Đầm sơ mi suông. Giá bán ở trên line này là 299.000 cho em ạ. 1476. Rồi, hiện tại bây giờ em còn size eo dưới 92 mặc vừa nha. Chị yêu nào eo dưới 92 thì cứ lên đơn giúp shop ha. 1476 cộng số điện thoại cho em. Giá trên line là 299.000 đồng nha cả nhà. Duy nhất trong bài live này em giảm giá thôi ha. Ngoài live em vẫn lấy giá bình thường là 450 nha. Cái sơ mi này chị nào qua trực tiếp shop em mua cũng 450 á.
Bây giờ đặt nó rẻ nè, trên like có 299 nè, mà đầy đủ số lượng luôn. Với lại cả nhà mình xem like mình đặt hàng á, nó cũng đẹp như mình mua tại shop thôi chứ không khác gì đâu. Chủ yếu là em mang lên đây em xem, em lấy cái lượng tương tác nè, 299. Đẹp chưa, họa tiết sang chưa, họa tiết độc lạ, mặc lên hơi bị phong cách luôn. Trẻ mặc cũng được mà trung niên bận cũng được cho em nha. Rồi eo 9293 đổ về cho em là được nè. Đợt này em về cái gam màu đen trắng cũng khá là nhiều họa tiết cho mình lựa chọn, cùng tông đen trắng cổ sơ mi. Đây là caro, em mặc thì họa tiết thôi, sọc sọc thôi. Rồi em có di xích nữa, em có chấm bi nữa nha, nhiều lắm. Váy của em là 1476 chị ơi, cho em xin mã. Đây là form suông trước ha, em đang mặc là cái dáng đầm sơ mi suông, đẹp đúng không? Mà suông rộng cũng đẹp. Bây giờ em đổi kiểu nè, cột cái này lại nó sẽ ra đầm ôm eo. Đây, cột lại cho em, ra một cái đầm sơ mi ôm eo đó, mặc hai kiểu luôn. Giá bán của bây giờ là 299 nè, nhưng mà nếu chị nào mua trễ có thể sẽ mua 450 nha. Like khác của em là 450 đó. 1476 cộng số điện thoại cho em là được ạ. Đầm em mang bao nhiêu tiền, đầm em mang 299.000 chị yêu ơi. Size từ 40 cho tới tầm 70 cân luôn, miễn là eo 92 đổ về cho em là được. Eo chị nào dưới 92 thì cứ đặt hàng cho em ha, mã số sản phẩm kèm số điện thoại nè. Khóa kéo được may sau nha, đầm suông có kèm túi. Đây, hai bên hai túi. Hai bên có hai túi cho các chị mình luôn. Sẽ nhẹ tà, sẽ nhẹ cái tà phía trước ha, dễ thương lắm, màu sắc độc lạ luôn. Hàng hiếm nha, thích bây giờ là phải chốt nè. Đợt sau không có hoa văn này đâu. Bây giờ thấy cái mẫu đầm của em mà hổng đặt, chuyến sau mình hỏi không còn, chuyến sau về kiểu khác. Cứ một đợt hàng em về là một loạt hoa văn kiểu dáng khác nhau. Cho nên nếu mình có bỏ lỡ cái mẫu nào rồi thì lần sau mình cũng không có mua được cái kiểu đó nữa. Em đâu có may thêm đâu. Có nhiều chị khách coi là những cái like của ví dụ như tháng trước của em á, cái lô hàng trước đi, bây giờ đặt em đâu còn. Nếu mà có là chỉ lẻ sai thôi, hên thì có sai vừa, còn xui là không có. Mà đặt may riêng cũng không có đặt được. Tại em may một lần á, một mẫu như vậy em may về á, 1.000-2.000 cái một lần may, chứ không có thể nào mà may có 1-2 cái. Thành ra chị nào mà bỏ lỡ qua đợt này rồi thì sẽ là lỡ luôn cái váy này luôn, chứ không may được nữa nha. Thích là bây giờ chốt liền cho em, 299.000 giá trên like. Chất liệu vải châu tôn và em này được may 2 lớp kính, à may 1 lớp nha. Châu tôn đã may 1 lớp nha cả nhà, mát nhẹ cho mình, vải không nhăn. Nền màu đen nè, họa tiết trắng nè, xin ha. Chốt hôm nay là 349.000 cho em nha. Ờ, 299.000, 299.000 đồng cho em ạ. À, đây chị, eo đồng này là chị Tạ Hồng. Eo đồng này 88 dư sức, chị đặt cho em size 2X luôn. Eo 92 vẫn vừa. Cái váy em đang mặc nha, eo 92, 93 đổ về cho em mặc vẫn được. Hên quá, em đang mặc cái đầm, chị hỏi luôn. Đang mặc cái mẫu đầm có eo 88, chị hỏi luôn nè. Siêu phẩm nhà em. Có thể mặc thành form suông hoặc cột eo như em cũng được nha. Thích mặc mà ôm eo thì đây, thắt cái nơ lại giống em. Thắt trước hoặc sau cũng được. Còn mình hả ra, nó sẽ thành một cái form đầm suông bình thường. Đó, suông thoải mái luôn, đâu có chít eo đâu. Em may suông mà. Rồi em tặng kèm cái sợi dây này dây rồi. Chị nào thích mặc suông thì để nguyên hoặc tháo ra để nhà. Còn muốn mặc ôm thì cột lại ha, cột trước hay sau gì cũng được hết. À, dạ 299 chị, bây giờ mua thì 299, nếu em tắt like thì giá bán nó sẽ cao hơn. Còn trong like này chị nào đặt hàng, giá đầm em mang chỉ với 299.000 đồng. Eo 92 đổ về cho em có thể mặc vừa luôn. Chị yêu nào chưa có thì lên đâu sớm giúp shop ạ. 1476 cộng số điện thoại cho em. Eo 992 mặc được nha cả nhà, lên đâu sớm để em tư vấn và chừa hàng nha. Cổ sơ mi, tay lỡ, form đầm suông qua gối, đi làm đi chơi gì cũng hợp. Màu sắc không bị kén da, form lên cũng không kén dáng. Chị đầm vô mặt vô nó cũng đẹp, che hết trơn á, mặc vô là gọn dáng. Che bụng có bụng là vẫn che bụng nha. 299.000 chị Ánh Tuyết có đơn nha. Rồi 1476 đúng rồi chị, cho em xin cái số điện thoại đi. Mã cộng số điện thoại cho em là được nè, có kèm dây eo. Thích mẫu này đặt luôn trên like để em tư vấn ha. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là được nha. Cố gắng lên đơn sớm để em chừa hàng chừa size nha cả nhà. Em có size cho mình từ 40 cho tới là 65kg ha. Chị nào dưới 65kg, à 70kg cũng được. 70kg đổ về có thể mặc vừa cho em luôn nha. Eo 90-92 đổ về cho em là được nha. 1476 cộng số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Chất liệu vải châu tôn, dáng đầm sơ mi suông ha. Sale trên line này là 299.000 nha cả nhà ơi.